Windows 11 sẽ phát hành cho người dùng Win 10 hiện tại vào năm sau. Microsoft xác nhận rằng với người dùng hiện đang chạy Windows 10, bản cập nhật Windows 11 sẽ được phát hành tới bạn vào nửa đầu năm sau, 2022 thông qua Windows Update. Nếu bạn không muốn chờ lâu như vậy, khi Windows 11 ra mắt cuối năm nay, bạn có thể tự mình nâng cấp thủ công thông qua file cài ISO như những gì đã diễn ra ở các bản Win trước. Microsoft cũng chia sẻ rằng những chiếc PC mới cài sẵn Windows 11 sẽ bắt đầu bán ra ngay trong năm nay. Microsoft không công bố ngày ra mắt bản chính thức Windows 11. Có lẽ hãng còn chờ phản hồi từ người dùng và cải thiện thêm, sửa lỗi thông qua các bản insider nữa. Nguồn: Reuters.